Hello, xin chào anh em. Trên tay mình đang cầm là chiếc Vimble One thương hiệu của FaceUtix. Thực sự là những anh em làm YouTuber giống mình thì việc sở hữu chiếc Vimble One để chống rung khi chúng ta quay phim thì là việc rất quan trọng. Cá nhân mình cũng tìm hiểu rất là nhiều trước khi quyết định mua em Vimble One này với giá là gần 700.000 đồng. Thì trước đây mình cũng rất là mong muốn được sở hữu một chiếc Vimble One này để quay phim, chụp ảnh, để tăng chất lượng video, để thêm nhiều người ủng hộ mình hơn. Nhưng mà sau 2 tháng sử dụng thì mình phát hiện ra chiếc Vimble này, và cụ thể là chiếc Vimble One của thương hiệu Feiyu Tech có vài nhược điểm mà mình cảm thấy nó rất là không hài lòng, và nó khác hẳn với cái suy nghĩ của mình trước đây. Thì mình làm video này cũng là để chia sẻ cho mọi người cùng góp ý, hoặc là những cái bạn mà đang chuẩn bị để mua chiếc Vimble hay có ý định mua chiếc Vimble để tham khảo thông tin và đánh giá cùng mình. Bây giờ mình sẽ đi vào từng mục điểm nút của em nó, các bạn theo dõi cùng mình nhé. Điểm thứ nhất mà mình hoàn toàn nghĩ khác là cái phần trụ để giữ điện thoại này nó không phải là quay tròn 360 độ các bạn nhé. Nó chỉ quay hết vòng tròn khoảng 350 độ thì nó sẽ dừng lại. Đấy, nó chỉ quay như này thôi. Thứ hai là khi chúng ta đã chọn chế độ mà để điện thoại ở mức thăng bằng thì nó sẽ, điện thoại sẽ không hoàn toàn thăng bằng các bạn nhé, và nó hơi lệch ở phần đằng sau một tí, hơi chéo như này này. Đấy, nó sẽ không thăng bằng đâu. Đấy, nên là khi chúng ta quay video, đây các bạn có nhìn thấy nó chéo không? Đấy, nó chéo theo kiểu như này. Đấy, hơi lệch như này nên là cảm giác rất là khó chịu. Đây là điểm trừ thứ hai của em nó. Điểm trừ thứ ba của em nó mà mình cũng không thích nữa là khi chúng ta chụp ảnh thì chúng ta phải kết nối phần mềm thứ ba. Phần mềm thứ ba này là phần mềm do Feiyu Tech, mà khi chúng ta sử dụng những cái nút bấm zoom in, zoom out và cái nút chụp ảnh ở đây thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng phần mềm đó, chứ chúng ta không kết nối trực tiếp với điện thoại của chúng ta được. Nên là chúng ta phải sử dụng một cái phần mềm riêng của Feiyu Tech để chụp ảnh hoặc là để zoom hình ảnh. Và một cái mình cảm thấy rất là khó chịu nữa là khi chúng ta chụp ảnh ra thì sẽ bị gắn logo của Feiyu Tech, rất là khó chịu luôn. Đấy. Điểm trừ thứ tư mà mình cảm thấy hơi khó sử dụng mà cảm thấy khó chịu là cái tay cầm của chiếc Vimble One này nó khá là ngắn. Khi chúng ta cầm như thế này thì nó sẽ bị hững tay như này. Đấy, hững tay. Tất nhiên là máy này có cái phần trụ chúng ta có thể xoáy được vào, nhưng mà nếu cho phần trụ vào thì chúng ta có thể là dễ dàng cầm nắm hơn, nhưng mà nó sẽ có phần thò ra ngoài này thì lại gây ra cảm giác mà nó lại dài quá. Đấy. Điểm trừ thứ 5 mà cũng là điểm trừ cuối cùng khi mình sử dụng chiếc Vimble One này là khi chúng ta sử dụng Vimble One thì chúng ta phải sử dụng ứng dụng của Vimble để quay video. Ví dụ như nhiều bạn thì mình đã mất rất là nhiều tiền để đầu tư chiếc điện thoại của mình để quay phim 4K hay là quay phim có chất lượng cao, ví dụ như điện thoại iPhone chẳng hạn, tích hợp rất là nhiều tính năng ở trên camera, nhưng mà chúng ta lại không được sử dụng camera chính của chiếc điện thoại mình mà phải sử dụng ứng dụng bên thứ ba. Thì như vậy là cá nhân mình cảm thấy là không hài lòng. Trên đây thì mình đã chia sẻ cho anh em 5 điểm trừ của chiếc Vimble One thương hiệu FaceUtix mà cá nhân mình đã sử dụng trong 2 tháng vừa qua. Đây là ý kiến cá nhân của mình thôi, còn các bạn nếu cảm thấy video của mình chưa hợp lý thì các bạn có thể góp ý với mình qua phần comment ở bên dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Mong các bạn ủng hộ mình hơn nữa để mình có thêm động lực để làm những video tiếp theo. Xin chào.